Xuân Hà đi, đi Hoàng đi. Xuân Hà làm giống anh kìa. Bà ơi hả? Đâu có bà ơi nhà đâu. Ơi, kêu bà nội. Kêu bà nội hả? Bà nội đâu có nhà. Xuống hai bông lồng đèn chơi xem không? Bông lồng đèn kìa. Con gì? Con gì? Con gì con? Con chó. Con chó. Nè. Ừ. Con chó đó. Đây mát quá sao hộp. Sơn Hùng bắt ốc đi. Ừ. Sơn Hùng nhưng mà dám bắt ốc không Sơn Hùng? Sơn Hùng còn nhớ cái đường này mình đi đâu không Sơn Hùng? Ừ, con đi đâu? À, đi học phải không? Mẹ. Ơi. Anh đi học á, anh đi học với mày nè. Con mẹ, con mẹ. Con gì? Con ốc. Con cá nữa đi, con cá. 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 Ừ, ừ vớt lên vậy đó hả? Cá vớt lên vậy đó. Đi đi, chơi đi. Đi, đi tiếp đi. Dám nhảy xuống không? Dám nhảy xuống không? Dám nhảy bắt ốc không? Không hả? Dám lội ruộng không? Hai anh em dám lội ruộng không? Dám lội mày cho lội đó. Ê chà. Gì con? Ở dưới ở dưới này cô dạy gì á? Sao không? Lớp mấy vậy con? Lớp mấy vậy con? Dạy lớp mấy vậy con? Lớp 2 với 1 với lại có khi lớp 3 lớp 4. Mà cô chủ nhiệm con nói vô học mới dạy thêm. Bên này có con ốc nè Sư Hùng. Ốc có cá nè Sư Hùng. Đây nè. Cá nè. Thấy không? Thấy cá không? Cá bự bự không? Đây nước. Có người câu cá kìa. Anh câu có anh câu cá nè. Mượn anh cần câu câu cá đi Sư Hùng. Con biết câu không? Biết câu cá không? Đi xuống đi, đi xuống kia đứng mát đi con. Con đừng dọc để em nó dọc theo á. No, 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 no. Đi xuống đi, xuống đi Sơn Hùng. Sơn Hùng đứng xuống dưới đi con. Đi, đi theo anh đi con. Sơn Hà. À đúng rồi, xuống đó đi.
Ớt xương hồng cây này cái gì? Cây trúc. Cây tre à? Cây tre chứ không phải cây trúc. Cây trúc nó mỏng á. Cái gì cười? Hả? Lúa hả? Cây lúa. Ờ, con dục đá dưới đó hả? Nè cho nè. Ô trời ô. Hết rồi, kêu anh lụm cho. Anh hai, lụm cho em cục đá đi anh hai. Em thích chơi đá luôn. Giặt đồ chị. Ở nhà mình không? Ủi bông nè. Bông này sao không? Đẹp nè. Hôm mai đẹp nè. Hôm mai đẹp nè. Mẹ. Sao mẹ sao? Bông đẹp. Bông đẹp đâu? Chỉ mẹ coi xem hà. Ờ ôm cái này hoa mai nữa nè. Kêu hoa mai tứ quý sao không? Rồi kiếm đá thích chơi đá xuống ruộng nữa. Thôi kiếm cục nhỏ nhỏ con. Đây nè trong gốc nè con. Trong gốc cây nè. Cho con một đá. Ừ. Anh tới giỏi. Rồi anh chọi xa chưa? Xe nè. Ồ, xe không chạy ra đây. Rồi đi lại anh tí chơi không? Đi quay lên nè. Ồ ôi. Ôi. Xin hả đi nhanh quá. Đi lại anh nè, lại anh nè. Câu đội nước lá vậy con. Câu được cờ con nào chứ? Không, mấy con. Được mấy con hả? Đi coi coi. Cá gì vậy con? Rô với cá sạch. Ôi, cá nhỏ nhỏ kìa ha. Nhỏ quá trời luôn. Cá nè Sư Hà. Sư Hà ơi, có cá nè con. Đây đây. Có cá nè. Được có cá nha. Đó, cá nè. Anh câu cá quá chừng luôn nè. Thích không? Coi thôi, coi thôi, đừng bắt nữa, nó cắn á. Anh kêu anh bắt đi. Kêu anh hai bắt đi. Rồi con để vô cho anh đi sao không? Để cái thùng vô cho anh đi. Để xích vô trong đây nè. Rồi đúng rồi, để nó vô cho anh đi. Rồi đi đi về nè. Bye bye anh đi. Bye. Rồi đi về nè. Xin hà. Đi đây nè con đi trước đi sao không? Con đi trước rồi em mới đi. Rồi nè, đi lên nè.
hái cho em cái bông đi. Xin hồng. Đó đây nè. Cái bông nè. Ừ. Hoa dâm bụt. Còn gọi là hoa lồng đèn á. Ừ. Tới trung thu còn hoa lồng đèn ở sao dục rồi. Cái gì cũng dục hết trơn à. Ừ, cầm chơi đi. Rồi đi. Đi nè, đi về nè. Không hả? Đi về. Không không. Đi con, đi về nghe. Ở đây mát quá rồi, đứng không chơi không chịu về luôn. Đó là chi? Nắng lắm. Về. Rồi chạy về đây. Rồi rớt nóng luôn. Cầm giùm em đi, em không đội con cầm giùm em đi. Dơ đó. Cầm giùm em đi coi sư hộ. Đứng úp tường luôn nha. Úp mặt vô tường nha. Nha, úp mặt vô tường nha. Nha. Úp mặt vô tường nha con. Đi về bỏ sư hà. Đi, đi sư hộ, về bỏ sư hà. Rồi, bye bye cô chú nha.